Bây giờ Mạnh nó đang thử vào để xin một cô bé chụp ảnh hộ xem là xin được không? Đi học á? Đi học á? Thử xem nó phản ứng của người Trung Quốc lắm. Nó đi nhờ gái Trung Quốc chụp hình mình à? Nhìn bên ngoài đấy anh ạ. Nhìn xa xa thôi, nhìn gần nó. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Khang đang có mặt tại khu phố Việt ở bên Đông Hưng, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc mình ạ. Ngày hôm nay thì cái không khí và cái nhiệt độ bên này nó là ấm hơn. Bên cạnh mình đây là có một cái bia. Cái bia cột mốc từ thời nhà Thanh mình ạ. Đây này. Đó. Có nghĩa là cái cột mốc này là từ thời nhà Thanh để phân ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ở phía bên kia là Việt Nam, ở bên này là Trung Quốc. Ở đây mọi người có thể thấy thì đây. Ở đây là cái khu phố Việt, vậy nên có rất là nhiều những nét đặc trưng của Việt Nam mình, đặc biệt là cà phê mình ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái chủ đề đó là gái Trung Quốc có xinh không mọi người nhé, và gái Trung Quốc có thân thiện hay không. Đây, hôm nay có rất là nhiều các cô gái ở bên Trung đang đến đây chụp hình, mọi người có thể thấy kìa, rất là xinh luôn. Đặc biệt mọi người có thể thấy đây này, có một chiếc xe hơi biển số là 3 con 0. Ở Việt Nam mình là không có kiểu 00 kiểu này đâu, nhưng mà bên Trung Quốc này mấy cái xe của cán bộ mọi người, cái chỗ này cấm đậu nhưng mà người ta vẫn đậu, có nghĩa là xe này là xe của cơ quan nhà nước mọi người nhé. Những cô nào mà chịu chụp hình ấy là đa số là gái xinh mình ạ. Gái xinh mình ạ. Mạnh cái gì đấy? Hai con kia nó bị làm sao anh ạ? Nó nhảy theo kiểu mà nhảy chen mọi người. Mấy cô gái Trung Quốc cũng kiểu như chơi TikTok nhiều, nó cũng theo phong trào ấy, trào lưu ấy. Đây là cái phía bên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì bên kia là Duyên Án, bên này là Trung Quốc. Đó, đây này. Ồ đây. Thực ra thì mình cũng quen rất là nhiều bạn ở bên Trung mọi người nhé. Và mình thấy các bạn ấy cũng sống rất là hòa đồng, rất là thân thiện, cũng rất là ok luôn. Bên Trung thì người ta sẽ xây những cái bức tường, bức kính như thế này để ngắm nhìn sang bên Việt Nam. Ở bên kia là Việt Nam mọi người nhé. Đi qua cái cây cầu đó là sang bên Việt Nam rồi. Việt Nam và Trung Quốc thì chỉ cách nhau một cây cầu thôi. Mấy bạn này đang chụp hình bên bên Việt Nam. Nói chung là các bạn ấy cũng không có quá khó tính đâu. Đôi khi thì mình hỏi thăm, mình trêu chọc các bạn ấy thì các bạn ấy mới chửi thôi. Cái điều đặc biệt nữa mọi người để ý, các bạn gái người Trung Quốc thì ăn mặc rất là gọi là đơn giản đấy. Kiểu như là người ta không có quá cầu kỳ đâu. Đấy, có bạn kia kìa, bạn kia thì ăn mặc hơi nhẹ, gọi là hơi trang trí, gọi là tân trang đẹp hơn chút đó. Thì mình thấy rằng là giữa Việt Nam và Trung Quốc thì hai bên đều cũng có người này người kia, cũng có người đẹp người xấu. Và bên Việt Nam mình thì kiểu như là cái khẩu vị của mình là thích gái Việt Nam hơn, nói thẳng như vậy. Đây các bạn Trung Quốc đây, rất là nhiều mọi người nhá. Các bạn ấy sẽ đứng bên này và các bạn ấy nhìn sang bên kia. Sao mày? Em không nói chuyện được. Không, nó có bạn trai thì anh nhìn xem, ba đứa, ba trai ba gái kìa. Ý là hôm nay là đang muốn Mạnh là thử tài nói kia, chuyện kia. Nói chung là nói chuyện với người Trung Quốc xem Mạnh có nói được không. Đây, nhưng mà Mạnh bảo là Mạnh em sẽ đo được một ít. Đấy, các bạn ấy đang chụp hình này. Nói chung về cái vóc dáng thì thấy khá đẹp. Hết cái hồn đấy. Hết hồn đấy. Theo lên. Anh nói anh đang bảo là bên này là Trung Quốc, bên kia là Việt Nam. Kiểu như là chân án, duyên án là vậy. Hôm nay là nói chung là chủ yếu là đi ngắm gái mình ạ. Nhưng mà cái vấn đề của mình đó là cái con máy quay này của mình nó vẫn không ok lắm. Mình đang chờ cái con Sony về mình quay, nó sẽ nét hơn và nó sẽ zoom được. Thì mọi người sẽ nhận được những cái khung hình nó đẹp hơn. Mọi người thông cảm xem hết clip này. Để là clip sau là mình máy mình đã về rồi, thì mình sẽ quay được những cái thước phim mà nó hay hơn cho mọi người xem đó. Bây giờ mình sẽ đi ngược lên kia, em ơi. Đi. Không bỏ chụp ảnh hoa. Sợ em không dám rồi chứ. Em dám mà đây. Nhưng mà đây. Nó vẫn đang quay. Đây, đang quay lên chụp. Bỏ nhá. Thôi đi ngược lên kia. Em chán rồi. Anh Khang ơi.
Đó, thế là các bạn này đang chuẩn bị chụp hình cái góc trên. Vừa nãy anh quay lại. Nhưng em thấy là có thể là nhìn bên ngoài đấy anh ạ. Nhìn xa xa nó gần nó không được. Mình cứ buồn cười với đây thằng Mạnh thôi. Mạnh nó cứ bảo là nhìn ngoài thôi anh ạ. Thì phần ngoài phần nổi ấy mọi người. Còn nhìn sâu xa thì nhìn gái Trung Quốc không được đẹp lắm, Mạnh nó nói ý vậy đó mọi người. Mình đi lên trên đây đi. Chỉ cách nhau có một con sông thôi nhưng mà giữa hai nước là có rất là nhiều những điều khác biệt. Khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về cách ăn uống, khác biệt về cuộc sống và con người. Mọi người hay bảo rằng là gái Trung ấy ít thì nó sẽ chảnh nhưng không phải đâu mọi người ạ. Gái Việt nhiều nhưng mà cũng chảnh rồi mọi người. Ở Việt Nam mà mọi người đi mà mọi người nhìn mấy cô gái ấy, nhiều khi là bị ăn chửi đấy. Nó chưa được nói ăn tán. Bên Trung đây mình vẫn làm quen rất là nhiều bạn mà. Nhưng mà không phải là bạn nào cũng làm quen được. Mình phải lịch sự, mình phải nói chuyện khởi đầu như thế nào. Đó. Bây giờ mình đi đâu nhỉ? Vào chợ chứ? Vào chợ. Ok. Bây giờ đang suy nghĩ xem là nên đưa mọi người vào chợ hay là đi đi lên khu chợ biên giới đây. Chợ biên giới đây cũng có rất là nhiều cái điều thú vị mọi người ạ. Đi chợ biên giới đi. Rất là nhiều ạ. Anh chị cô chú đang bán những cái món hàng như bánh mì này. Bánh Việt Nam quả quân, quả sư miền bao. Con đang từ Việt Nam khẳng qua đây là Việt Nam miền bao. À, miền bao. Miền bao của bánh của Việt Nam hay của Trung Quốc ấy? Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam miền bao. Bánh bánh mì Việt Nam. Bánh mì Việt Nam. Đây. Thì chủ yếu bây giờ sẽ đi lên đây mọi người nhá. Chỗ này đang bán ống nhòm này. Ôi giời. Bên này bán rất là nhiều những cái ống nhòm như thế này mọi người ạ. Mình không biết là giá như thế nào. Đi Mạnh là Mạnh hay bảo rằng là chỉ được bê nổi, bê chìm không được. Đây đây là cái nón ở bên Trung Quốc mọi người nhá. Nón Việt Nam này. Duyên Án, đây là Trung Quốc. Trung Quốc. Kiểu như là Duyên Án. Cái này có Việt Nam hả? Cái này Trung Quốc. Việt Nam là không Trung Quốc à? Duyên Án không đội này à? Duyên Án không. Không đội à? Bu. Ông người Việt Nam thì ít khi đội cái đó lắm mọi người. Không, đây là mũ cho Trung Quốc, mũ bán cho Trung Quốc. Như cái sản phẩm này cũng là đều là người Trung Quốc người sản xuất đấy mọi người. Kể cả sản phẩm Việt Nam mình đang bán luôn, đúng không? Nên chợ này thì mọi người mua đủ thứ hết mọi người. Từ những cái thỏi vàng, thỏi bạc, những cái thuộc ngày xưa ấy. Rất nhiều cái hay ho mọi người. Mạnh đi trước mày. Trước xem có gì hay hay chia sẻ giới thiệu. Ồ. Trên này nhiều vàng Mỹ ký lắm anh ạ. Hả? Toàn em nghĩ là vàng Mỹ ký thôi chứ không phải là vàng thật đâu anh ạ. Tất nhiên là Mạnh nó đang bảo Mỹ ký. Đi đây. Mỹ ký với ngọc trai là đủ thứ trên đời này, rất là nhiều thứ hay ho mọi người. Nay thì không có chia sẻ nội dung gì nó và là nó đi sâu, chủ yếu là nói với mọi người về chợ biên giới ở Trung Quốc như thế nào. Và điều đặc biệt là nói với mọi người rằng là gái Trung Quốc có xinh không. Đây không phải là gái ở Quảng Tây đâu mọi người nhé. Gái ở đây là hôm nay là ngày lễ, gọi là Tết Dương Lịch. Thì gái hôm nay là gái ở khắp nơi đổ về. Phúc Kiến cũng có mà ở gọi là bên Khâm Châu, Quảng Châu, bên đủ thứ hết á. Nói chung là đủ khắp nơi đổ về đây mà, hôm nay là ngày lễ mà. Đây là một địa điểm du lịch, nó cũng kiểu như là thành phố Móng Cái của bên mình á. Thì khi mà có một cái dịp gì đó thì người ta sẽ kéo về thành phố Móng Cái rất là nhiều để chơi, để trải nghiệm biển cũng như là để sang Trung Quốc. Người miền Nam, người miền Bắc đầy đủ hết. Vấn đề đây là có khi là những người cả nước của Trung Quốc nên không phải là đơn giản là chỉ một góc của Quảng Tây mọi người nhé. Cái điều đầu tiên mình thấy khi mà đi một vòng mình cảm nhận được là những cô chú, những người anh chị ở Trung Quốc này sống và ăn mặc rất là đơn giản vậy ạ. Đúng Mạnh. Nhìn mọi người ăn mặc rất là đơn giản. Kể cả là người chủ ấy, người ta có đi xe gì đâu, người ta cứ đi xe điện bình thường. Đơn giản. Đây là nước hoa.
Nhìn em biết bao nhiêu tệ không? Có bảo giá đâu anh? Bảo giá. Hỏi hỏi xem chưa cơ xem một cái bao nhiêu tiền? Chưa cơ tôi chào à? Ok. Ơ sủ à? Ơ sủ 25 đồng à? 25 tệ. À. 100 tệ là 4 bốn. Ờ. Em thử một tí xem nó thơm không? 100 tệ là 4 cái à 4 lọ này. Mùi này ngọt này. Cái mùi này nó hơi nặng. Kiểu như dành cho những người cao tuổi hơn với lại những cái đứa con gái ấy. Con gái mà sexy tí á. Mùi ngọt đấy, mùi này cho gái không? Cho gái. Gái à? Ờ, sexy à? Ờ, sexy à? Ờ, mấy nủy à? Đấy. Cái mùi này nó mùi ngọt quá, lặng quá. Khá là dễ thương nhá. Xinh mà rất là nhiệt tình. Ôi đây. Cái nâu nâu... Đấy, một đội gọi là chiến binh xe đạp mọi người. Bên này đi xe đạp cũng không dùng thắng như Việt Nam mình mọi người ạ. Việt Nam mình là các bạn trẻ bây giờ là đi xe đạp cũng không cần thắng đâu, gọi là phanh ấy. Bên này cũng vậy thôi. Xe đạp bên này thì rẻ bèo mà. Mình mua một cái xe 7 lít, xe đua, xe địa hình ấy, xe cũ ấy, khoảng là 160 tệ. 500 ngàn tiền Việt là mình mua được một chiếc xe địa hình rồi. Rất là rẻ. Đây thì rất là nhiều các cô chú đang mua hàng, mua sắm này. Đây này, có một cô Trung Quốc khá xinh này. À cũng không xinh lắm. Câu chuyện từ nãy giờ mình vẫn đang chia sẻ mọi người đó. Mạnh bảo như Mạnh nhìn xa thì ai cũng thấy đẹp, mà lại gần thì ai cũng thấy không ok lắm. À, mình đang bảo hôm nào mình làm một cái clip, mình đi mua một cái thỏi bạc á. Ở bên này người ta bán những cái thỏi bạc á. Mua về Việt Nam xong là thử tách cắt ra xem nó có cái gì bên trong không á. Còn Mạnh, em nghĩ là cái mấy cái thỏi bạc bên này này, nếu mà cắt ra ở trong rỗng hay là trong có bạc không? Nó tùy từng loại, nhưng mà loại rỗng loại đặc ấy, nhưng mà em nghĩ là vàng bạc bên này nó không bằng Việt Nam đâu. Ý là mình với Mạnh đang muốn là hôm nào thử là sẽ mua một thỏi bạc. Bên này bán rất nhiều những thỏi bạc này mọi người này. Thỏi bạc như này này. Đó, thời nhà Thanh, thời nhà gì xưa ấy, thỏi 23 ngón tay này. Xong bắt đầu mình mua về mình thử, mình dùng máy mình cắt đôi ra xem cái lượng bạc ở bên trong nó sẽ như nào. Mấy bạn này thì có người yêu rồi, mình không dám trêu mọi người. Hôm nay đi toàn là có đôi có cặp hết anh ạ. Đấy. Hôm nay là toàn đôi đồng cặp không mọi người ạ. Chủ yếu là lâu lâu gặp những cô nào đang độc thân để cho Mạnh nó trổ tài, nói chuyện. Nhưng mà xui xui là hôm nay là toàn có cặp luôn. Đấy, bên này thì cửa hàng nào nó bán giống y chang nhau hết mọi người ạ. Bán mấy cái đồ lưu niệm, nước hoa, bạc, vàng. Đó, bên này như vậy cả. Hiện tại thì phía trước mình là có ba cô mọi người ạ. Ba cô thì nói chung là cũng không được xinh lắm, nhưng mà cũng phải quay cho mọi người xem tí. Đấy. Ôi giời. Đang đến cái đoạn cao trào bóp còi anh nhỏ. Đấy, đó đi cùng đi luôn. Cái video này là đáp ứng một số yêu cầu của một số quý, gọi là quý vị ở trên kênh của mình. Thì hôm bữa có mấy bạn cứ vào bình luận bảo chứ anh ơi, gái Trung Quốc có xinh không, để anh ơi quay gái Trung Quốc cho bọn em xem. Thì hôm nay là đáp ứng nhu cầu là mình quay cho mọi người xem toàn cảnh nhá, gọi là toàn những cái nội dung về những cô gái Trung Quốc. Bên này gọi là mấy nữ, ôi giời, bên kia kìa. Đi một vòng quay lại là rất là nhiều bạn đang chụp hình kìa. Và các bạn này là rất là thích chụp hình ở quán cà phê Duyên Án, cà phê Việt Nam ở bên Trung Quốc mọi người nhá. Rất là thích luôn. Tại vì ở bên Trung Quốc người ta không uống cà phê nhiều. Cái đặc trưng của người ta đó là chè. Mà khi mà người ta gặp quán cà phê của Việt Nam mà người ta sẽ thấy độc lạ. Đó, thế này. Độc lạ và rất là thú vị ấy, nên người ta rất là thích chụp hình. Mọi người thấy quán cà phê không? Quán cà phê ở một cái mặt mặt tiền khá đắc đạo luôn. Mặt tiền ngay chỗ cái vòng cua luôn mọi người, đây này. Rất là đẹp. Và nên đây bán cũng được nhiều. Và cái thứ hai, view rất đẹp. View là từ đây, nhìn sang bên kia là Việt Nam. Đó. Và nên bảo sao một quán cà phê này nhiều khách, cái này bán giá cao mà vẫn nhiều khách là ok là như vậy. Là view nó đẹp. Cái thứ hai đó là cà phê ở bên Trung Quốc nó rất là ít. Và nó như một cái thứ thức uống gì đó rất là đặc biệt. Anh cầm cái máy quay. Hả? Để em vào bỏ lo cho bài hồ. Đây.
Từ từ anh đã bật máy đâu? Không, anh cầm hộ em thôi. À rồi hả? Ờ, bây giờ Mạnh nó đang thử vào để xin một cô bé chụp hình hộ cho mà xin được không? Đi hảo á? Đi hảo á? Thử xem phản ứng của người Trung Quốc là sẽ như thế nào mọi người. Quấy quả. Xem người ta có tốt với... Có. Ờ, vẫn ok mọi người nhá. Ý là Mạnh đã xin chụp hình hộ mà mấy bé đấy vẫn giúp Mạnh nhá. Đó, đây là lần đầu tiên mà mình dẫn em mình nó làm được việc vậy đấy. Nó đi nhờ gái Trung Quốc chụp hình mình ạ. Chút nữa kéo nó lại tán lại đổ nữa thì cũng mà chết dở mình ạ. Về nhà lại kêu mẹ 30 vạn để mà cưới thì cũng mà hỏng hết. Tại vì giá cưới ở bên Trung Quốc đây phải từ 30 vạn trở lên mình ạ. Chết chết thôi rồi. Không này bảo là mình nhìn sang bên kia nhưng mà chói quá. Chói à? Chói. Nhưng mà... Nhưng mà chị này là cũng phải hai mấy rồi. Hai mấy em nhìn xa có vẻ là khá là ok nhưng mà... So với Mạnh thì không được nhưng mà so với mình là ok mình ạ. Mình thì bây giờ năm nay 30 rồi. Vậy nên những cái cô này nếu mà mình tán thì vẫn ok. Mà mình trêu mọi người vậy thôi chứ mình là người Việt Nam thì mình lấy gái Việt Nam chứ mình lấy gái Trung Quốc rất là phức tạp. Thứ nhất là đi sang bên đây mà là lấy được người vợ về á. Nó cực lắm mọi người ạ. Bố mẹ phải đi visa, đi hộ chiếu rồi tùm lum thứ. Xong là... Mỗi lần mà con cái, con cháu mà muốn đưa về nhà chơi ấy, nó rất là khó. Không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Đó, bên này có rất nhiều các cô này chụp hình thôi, bây giờ mình đi nhé. Vậy nên đừng bạn nào mà bảo rằng là lấy vợ ở Trung Quốc. Như là duyên mà không may gặp mà yêu quá thì phải chịu. Còn không bình thường thì tốt nhất lấy vợ Việt Nam. Vì sang Trung Quốc bây giờ đi nó vất vả lắm mọi người. Đi hộ chiếu rồi đủ thứ hết ấy. Mình chia sẻ một chút nhé. Là một người sáng tạo nội dung, một người làm YouTube, Facebook, TikTok. Mình biết rằng là nếu mà mình không nói chuyện trong một video mình có để im lặng thì chắc chả ai xem đâu. Nhưng mà khi mà chia sẻ, khi mà nói thì chắc chắn rằng là không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Bây giờ mình có nói những cô gái người Trung Quốc đẹp hay là xinh hơn gái Việt Nam thì mình cũng bị chửi, mà xấu hơn cũng bị chửi. Video này mình muốn chia sẻ và nói với mọi người rằng là ở đâu cũng có người này người kia. Chuyện xinh xấu thì nói thật ra chỉ nói vậy thôi. Chứ nhiều khi nó chỉ là cái câu Mạnh nói ấy, là bề nổi á. Ví dụ như một người con gái xinh và một người con gái bình thường, nhưng mà người con gái bình thường nét cắt là có tiền bạc nhiều hơn thì nhiều khi lại nhìn cô gái kia xinh hơn. Và cái chuyện xinh xấu là không quan trọng, mà cũng không đánh giá ở đây. Mình chủ yếu làm video để chia sẻ mọi người về cô gái Trung Quốc có thân thiện không thôi. Đó. Còn bây giờ mà mình nghiêng về bên nào cũng bị chửi mọi người ạ. Việt Nam thì cũng có cô này cô kia, cũng có cô tốt, cũng có cô vui tính, dễ tính. Như vậy thôi. Còn nhiều bạn bảo mình sao ông vào khu Bắc Kinh, Thượng Hải, khu gì đấy, khu thành phố lớn ấy, để mà quay những cô gái ở bên trong đó xem xinh không. Thì chắc chắn là trong đó phải xinh rồi, tại vì người ta tập trung ở tứ xứ rồi là khắp nơi nên người ta làm ăn, người ta có tiền, người ta đắp vào thì nó sẽ xinh, nó đẹp hơn. Nhưng mà cái đấy cũng không phải vấn đề của mình muốn chia sẻ. Chủ yếu là mình muốn Mạnh nó thử người Trung Quốc xem là chụp hình dùm ấy, nó người ta có dùm mình không đó. Và mình thấy là các cô gái Trung Quốc thì khá là tốt luôn. Còn trong video của mình thì mình nói không thể nào mà đúng hết được, kiểu gì cũng thiếu sót, kiểu gì cũng có sai. Con người mà khi mà đi quay như này thì nhiều khi vu vơ cái miệng thì cứ đang bon thì cứ nói thôi, nói thì có đúng có sai thì mong mọi người thông cảm bỏ qua. Các bạn Trung Quốc nghe những câu nào của mình nói mà xúc phạm hay gì đó thì cũng có thể là nhân nhượng một tí, đại lượng một tí và bỏ qua cho mình. Các bạn Việt Nam thì cũng vậy thôi. Làm video thì không thể tránh được, nhưng mà mình vẫn phải làm để duy trì kênh, duy trì công việc, cũng như là để chia sẻ với mọi người trên những cái màn hình nhỏ, những cái thước phim về những câu chuyện ở bên này. Mình sẽ cố gắng học thật nhanh cho xong, không phải cố gắng học tiếng Anh, mà cố gắng học thật nhiều về chữ ở bên Trung Quốc này để đi du lịch sâu hơn bên trong Trung Quốc, chia sẻ cùng mọi người. Nhưng mà video này nội dung chủ yếu mình muốn chia sẻ với mọi người là gái Trung Quốc rất thân thiện và rất là vui tính. Video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và luôn theo chân mình trong những chuyến hành trình, những chuyến du lịch bụi ở bên Trung Quốc nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người video sau.